Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 42. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? Đương khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời có tiếng reo mừng và khen ngợi, một đoàn đông giữ lễ. Rày, tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờ ngã và buồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Đức Chúa Trời tôi ơi, linh hồn tôi bị sờ ngã trong mình tôi. Nên từ xứ Giô-đan, từ núi Hẹt Môn và từ gò Mít-xê-a tôi nhớ đến Chúa. Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa. Các lượng sóng và nước lớn của Chúa đang ngập tôi. Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài. Còn ban đêm, bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là hòn đá tôi rằng, cớ sao Chúa quên tôi, nhân sao tôi phải buồn thảm, vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi. Trong khi những cừu địch tôi hằng ngày hỏi rằng, Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì chúng nó sỉ nhục tôi, khác nào làm gãy các xương cốt tôi. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờ ngã và buồn chồn trong mình ta? Hãy trông đợi nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Chương 4. Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sa-đu-xê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân Đức Chúa Giê-xu sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bấy giờ đã tối rồi. Do vậy có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ 5.000. Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Jerusalem với Anne là thầy cả thượng phẩm, Caiphe, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình và hỏi rằng, bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Bây giờ Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng, hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bẻ bác được hết. Chúng biểu hai người ra khỏi tòa công luận rồi, bèn bàn luận cùng nhau rằng, chúng ta xử với hai người này làm sao? Vì cả dân thành Jerusalem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ, chúng ta chối không nổi. Do vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngâm dọa, cấm họ từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ, không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệc,
chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng, chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời, có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Vậy họ lại ngâm dọa hai người nữa, rồi tha ra, không tìm phương bắt tội vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Và người đã nhờ phép lạ cho được chữa bệnh đó là người đã hơn 40 tuổi. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài là vua David rằng, vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích? Các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa và đấng chịu sức dầu của Ngài. Và Herod và Bôn-sơ Phi-lát với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này, đặng nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã sức dầu cho, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Này, xin Chúa xem xét sự họ ngâm dọa và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách giản dị, giơ tay Ngài ra, để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dị. Và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi, quê hương tại Chíp-rơ, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Chương 4. Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sa-đu-xê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân Đức Chúa Giê-xu sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bây giờ đã tối rồi. Do vậy có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ 5.000. Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Jerusalem với Anne là thầy cả thượng phẩm, Caiphe, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình và hỏi rằng, bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Bây giờ Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng, hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bẻ bác được hết. Chúng biểu hai người ra khỏi tòa công luận rồi, bèn bàn luận cùng nhau rằng, chúng ta xử với hai người này làm sao? Vì cả dân thành Jerusalem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ, chúng ta chối không nổi. Dầu vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa,
chúng ta nên lấy lời ngâm dọa, cấm họ từ ngày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ, không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệc, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng, chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời, có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Vậy, họ lại ngâm dọa hai người nữa, rồi tha ra, không tìm phương bắt tội vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Vả người đã nhờ phép lạ cho được chữa bệnh đó là người đã hơn 40 tuổi. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài là vua David rằng, vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích? Các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa và đấng chịu sức dầu của Ngài. Vả Herod và Pôn-sơ Phi-lát với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này, đặng nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã sức dầu cho, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Này, xin Chúa xem xét sự họ ngâm dọa và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách giản dị, giơ tay Ngài ra, để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dị. Vả người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Levi, quê hương tại Chipre, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Chương 13. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, khi một người nào da trên mình nổi sưng, muột lở hoặc một đếm trắng, dường sẽ trở thành trên da mình một vít phung, thì người ta phải dẫn người đó đến thầy tế lễ A-rôn hay là đến một trong các con trai người là những thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ kháng vít ở trên da thân người. Nếu lông vít đó đã trở thành trắng, và nếu vít hủng xuống sâu hơn da thân mình, ấy là một vít phung, thầy tế lễ kháng rồi sẽ định người này là ô uế. Còn nếu có một đếm trắng trên da thân người, đếm không sủng xuống sâu hơn da, và nếu lông không trở thành trắng, thì thầy tế lễ phải giam người đó trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ sẽ kháng người. Nếu vít đó ngừng lại, không ăn lan trên da, thì phải giam người một lần thứ nhì 7 ngày nữa. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ sẽ kháng người lại. Nếu vít đó đã tái, không ăn lan trên da, thì thầy tế lễ sẽ định người đó là tinh sạch, ấy là muột lở mà thôi. Người đó phải giặt áo sống mình thì sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu sau khi người đã đến trước mặt thầy tế lễ để được định là tinh sạch, muột lở còn phát lại trên da, thì người phải đến thầy tế lễ một lần thứ nhì. Thầy tế lễ sẽ kháng cho. Nếu muột lở đã ăn lan trên da thì phải định người là ô uế, ấy là bệnh phung vậy. Khi có một vết phung trên người nào thì phải dẫn người đó đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ kháng cho. Nếu có nổi sưng sắc trắng trên da làm cho lông trở thành trắng, và có một lằn thịt chín đỏ nơi chỗ sưng đó, ấy là bệnh phung thâm niên trong da của thân người. Thầy tế lễ sẽ định người là ô uế, không nên giam họ vì đã bị ô uế rồi. Còn nếu phung lở trên da bao phủ hết da của người có vít đó, từ đầu chí chân
khắp nơi nào thầy tế lễ dòm thấy được, thì thầy tế lễ phải kháng cho. Nếu phun bao phủ cùng hết thịt, thì sẽ định người có vít là tinh sạch, người đã hóa trắng cùng mình nên được tinh sạch vậy. Nhưng ngày nào phát ra thịt chín đỏ thì người bị ô uế. Khi thầy tế lễ thấy thịt chín đỏ thì phải định người là ô uế. Thịt chín đỏ là ô uế, ấy là bệnh phun vậy. Nhưng nếu thịt chín đỏ thay đi hóa ra trắng thì người phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ kháng cho, và nếu vít đã trở thành trắng thì phải định người có vít là tinh sạch vì đã được tinh sạch rồi. Khi nào một người nào trên da thân mình có một chốc đã chữa lành và tại chỗ một chốc có nổi sưng sắc trắng hay là một đếm trắng hồng, thì người đó phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ kháng cho, nếu cái đếm hủng sâu hơn da và nếu lông trở thành trắng, thì thầy tế lễ phải định người là ô uế, ấy là một vết phun đã lở trong một chốc vậy. Còn nếu thầy tế lễ kháng, không thấy lông trắng trong chỗ đếm, không hủng sâu hơn da và thấy đã trở thành tái, thì hãy giam người đó trong 7 ngày. Nếu đếm ăn lan trên da, thì thầy tế lễ phải định người là ô uế, ấy là một vít phun vậy. Còn nếu vít cầm cự một chỗ không ăn lan ra, ấy là thẹo của một chốc, thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Khi người nào bị phỏng lửa trên da và dấu phỏng là một đếm trắng hồng hay là trắng, thì thầy tế lễ kháng cho. Nếu trong đếm lông trở thành trắng và nếu đếm hủng sâu hơn da, ấy là bệnh phun lở trong một phỏng vậy. Thầy tế lễ phải định người này là ô uế, ấy là một vít phun. Còn nếu thầy tế lễ kháng, không thấy lông trắng trong đếm, không hủng sâu hơn da và thấy đã tái rồi, thì hãy giam người này trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ kháng người, nếu đếm ăn lan trên da thì phải định người là ô uế, ấy là vít phun. Còn nếu đếm cầm cự một chỗ không ăn lan trên da và tái đi, ấy là sưng phỏng, thầy tế lễ phải định người là tinh sạch vì là thẹo phỏng lửa. Khi nào một người nam hay nữ có vít trên đầu hoặc nơi râu, thì thầy tế lễ kháng vít đó. Nếu vít hủng sâu hơn da, có lông nhỏ vàng vàng, thì thầy tế lễ phải định người ra ô uế, ấy là tật đồng đanh, tức là bệnh phun của đầu hay là của râu. Còn nếu khi thầy tế lễ kháng vít đồng đanh, thấy vít không hủng sâu hơn da và không thấy có lông đen, thì phải giam người có vít đồng đanh trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ kháng vít. Nếu đồng đanh không ăn lan ra, không có lông vàng vàng và không hủng sâu hơn da, thì người đó phải cạo gọt, nhưng không nên cạo gọt chỗ vít đồng đanh. Rồi thầy tế lễ sẽ giam người một lần thứ nhì 7 ngày nữa. Đoạn ngày thứ 7, thầy tế lễ kháng cho. Nếu đồng đanh không ăn lan trên da, không hủng sâu hơn da, thì thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Kẻ bệnh phải giặt áo sống mình thì sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu sau khi người đã được định là tinh sạch, đồng đanh lại còn ăn lan trên da, thì thầy tế lễ phải kháng cho. Nếu đồng đanh đã ăn lan trên da rồi, thầy tế lễ không cần tìm thấy lông vàng vàng, người đã bị ô uế. Nhưng nếu đồng đanh xem bộ ngừng lại và đã lố mọc lông đen, đồng đanh đã lành, người đã được tinh sạch, và thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Khi nào người nam hay nữ trên da thân mình có những đếm trắng, thầy tế lễ sẽ kháng cho. Nếu trên da thân người có những đếm trắng xanh, ấy là một đếm trắng lở trên da mà thôi, người vẫn tinh sạch. Khi một người nào đầu rụng tóc, ấy là một người sói đầu, người vẫn tinh sạch. Nếu đầu người rụng tóc về phía mặt, ấy là một người sói tráng, người vẫn tinh sạch. Còn nếu trong chỗ sói phía trước hay là phía sau có một vít trắng hồng, ấy là bệnh phun lở ra ở chỗ sói phía trước hay là phía sau. Thầy tế lễ phải kháng cho. Nếu nơi sưng của vít trong chỗ sói phía trước hay là phía sau có màu trắng hồng giống như bệnh phun tại da của thân người, thì người này bị phun, thầy tế lễ sẽ định người là ô uế, vít người ở nơi đầu. Và người đã bị vít phun rồi phải xé quần áo đầu trần, che râu lại và la rằng: ô uế, ô uế. Trọn lúc nào người có vít thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân. Khi nào
lên mốc trên quần áo như vít phun. Bất luận trên quần áo bằng lông chiên hay quần áo bằng vải gai, trên canh hay trên chỉ bằng gai hoặc bằng lông chiên, trên da hay là trên món nào bằng da. Nếu vít đó màu xanh xanh hay đỏ đỏ, trên quần áo hoặc trên da, trên canh hoặc trên chỉ hay là trên món nào bằng da thì phải coi như bệnh phung, đem đến tỏ cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ khám cho và da món có vít ấy trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ khám vít lại. Nếu vít ăn lan trên quần áo, trên canh hay chỉ, trên da hay trên món chi bằng da thì phải coi như bệnh phung ăn luồn, món đó bị ô uế. Vậy, người phải đốt quần áo, canh hay chỉ bằng lông chiên hoặc bằng gai hoặc các món chi làm bằng da ở trên nó mà đã bị vít, vì là một bệnh phung ăn ruồng, phải thiêu đi. Còn nếu thầy tế lễ kháng chẳng thấy vít đó ăn lan trên quần áo, trên canh hay trên chỉ hoặc các món chi làm bằng da, thì người hãy biểu họ đem giặt món có vít đó đi rồi giam nó một lần thứ nhì trong 7 ngày nữa. Khi giặt rồi, thầy tế lễ sẽ kháng lại. Nếu vít đó không phai màu và cũng chẳng ăn lan ra thì món đó là ô uế. Ngươi hãy đem thiêu đi vì là một thứ vít mốc ăn vào bề trái hay là bề mặt. Còn nếu sau khi giặt rồi, thầy tế lễ thấy vít đã tái thì phải gỡ nó khỏi quần áo, da, canh hay chỉ đi. Nếu vít mốc còn ló lên lại trên quần áo, trên canh hay chỉ hoặc trên món chi bằng da thì phải coi như một vít phung và thiêu món có vít đó đi. Nhưng quần áo, canh hay chỉ hoặc món nào bằng da mà ngươi đã giặt và vít đã lặn rồi thì hãy đem giặt một lần thứ nhì nữa, đoạn sẽ được tinh sạch. Đó là luật lệ về vít lên mốc như phung trên quần áo bằng lông chiên hay bằng vải gai, trên canh hay chỉ hoặc trên món chi bằng da. Chiếu theo luật lệ đó mà phải định là tinh sạch hay là ô uế. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.